Hello anh chị em, ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau. Và ngày hôm nay thì lại tiếp tục câu chuyện trị bệnh cho một số anh em trong group. Khi mà chuyển mùa, cá nó bị mắc một cái số bệnh. Thì ngày hôm nay thì có một bác có inbox cho Long và có nói rằng là cá của bác đó thì đang gặp một cái tình trạng, đó là có một em đang nằm đáy và một em thì nó đang bị cạm mình. Thế thì sau khi xem xét qua video thì Thông nói là em nằm đáy này thì đang có tình trạng khép vây nằm đáy và trên người thì có vài cái sơ trắng trắng giống như kiểu đang bị nấm. Còn một em tan trô này thì nó chỉ bị cạm mình thôi. Đó. Thế thì cách xử lý cũng theo từng bước một. Trước tiên là cái em đang khép vây nằm đáy và bị mảng trắng trên người cũng bị đỏ mình thế này. Và sau đó là có một số tụ huyết và xuất huyết trên da, xước đỏ vây đuôi. Thì lúc này thì trị nấm trước thì Long tư vấn là dùng cái loại là phụ khoa, thuốc phụ khoa của chị em đó. Chúng ta dùng từ 3 cho đến 5 viên cho 100ml nước, muối dùng từ 4 đến 5kg. Và sau đó là chúng ta sẽ đánh để điều trị trong vòng 3 ngày đó. Và sau trong vòng 3 ngày thì trị bệnh xong thì những cái vết trắng trên người thì nó đã hết rồi. Và lúc này thì nó chỉ cần bị tụ huyết đỏ mình giống như kiểu thối thân thối vây đấy ạ. Và sau đó là nó bị tước phần đuôi thôi. Thì lúc này thì anh em nào thì cũng vậy, tôi hỏi ra có cái thuốc gì không thì anh em đều nói là không có cái thuốc gì, chưa có cái thuốc gì cả. Thế thì lúc này thì bắt đầu chúng ta tiến trình cái bước thứ hai, đó là dùng thôi nhây thì dùng tetravir và muối và xê sủi, 4kg muối cho một khối, 10 viên tetravir cho một khối và 3 đến 5 viên xê sủi cho một khối để chúng ta điều trị cái bước thứ hai, để điều trị cái đỏ mình và bị thối thân. Thì tetravir nó là một cái loại kháng sinh dạng nhẹ anh chị em ạ. Thì sau khi làm cái bước đó thì chúng ta cứ theo quy trình mà Long cũng nói rất là nhiều rồi, cứ 3 ngày chúng ta thay 30% nước và sau đó là đánh muối, thuốc tetra và xê sủi một lần, đánh tầm khoảng độ 3 đến 5 liều với cá nặng, 2 đến 3 liều với cá nhẹ là ok cả thôi. Đó. Quay lại một chút thì với hồ chính, thì với cái hồ chính thì chúng ta phải đánh khử khuẩn anh chị em nhé. Đánh từ 5 đến 7 gam thuốc tím cho một khối và chúng ta để trong vòng tầm khoảng độ 1 tiếng cho đến 2 tiếng xem cá có chịu được không. Nếu mà cá chịu được thì ta tiếp tục để từ 3 đến 4 tiếng để khử khuẩn cho toàn hồ. Anh chị em cũng có thể dùng chloramin T, nhưng mà dùng thuốc tím thì Long thấy thích hơn. Dùng thuốc tím thì sau đó chúng ta sẽ để từ 3 đến 4 tiếng và chúng ta sẽ giải tím bằng oxy già. Đó. Và sau khi giải tím bằng oxy già xong thì từ 8 tiếng sau, tức là ngày hôm sau đó, thì chúng ta sẽ vệ sinh hệ lọc, rồi chúng ta châm nước mới, châm muối 4kg cho một khối. Đó. Thì đây là cái hồ mà sau khi mà đã được đánh tím khử khuẩn xong. Thì như anh chị em thấy là nước hồ đã chưa được ổn định lắm. Thì lúc này thì chúng ta tiến hành châm vi sinh. Và lúc này bác ấy có inbox lại cho Long là nước có bọt lâu tan thì chúng ta nên xử lý như thế nào. Thì lúc này Long có chia sẻ cho bác ấy là dùng sữa chua không đường để chúng ta đánh vào hồ. Lúc đấy thì mình lại nhắn nhầm là đáng nghĩa là 1/4 hộp sữa chua, thì Long lại nhắn nhầm từ 1 đến 4 hộp sữa chua, đâm ra bác tương 2 hộp sữa chua vào trong hồ. Sau đó anh em lại phải thay nước gấp. Và cuối cùng thay nước thì như anh chị em thấy đây, sau tầm khoảng độ 1 ngày thì nước đã ổn định hơn, thì cá đã ok hơn rồi. Và đây là cái quá trình mà trị bệnh cho hai em cá của bác ấy và đánh tím khử khuẩn toàn hồ. Và tiếp theo là một cái trường hợp tiếp theo là với một bác có một cái hồ rất là đẹp, cá cũng khá là đẹp, thì bác ấy có một cái tình trạng, đó là cá của bác ấy bị nhiễm cái nấm cục anh chị em ạ. Thì cái nấm cục này thực ra thì dễ chữa thôi, thì mình chỉ cần làm hồ cấp cứu và đánh muối là 4 đến 5 kg cho một khối. Và sau đó là với cá thì mình xử lý là mình bắt riêng ra, sau đó là mình sẽ tắm tím qua cho cá từ 1 đến 2 phút, nhớ sục oxy thật mạnh. Và trong quá trình tắm thì mình vuốt nhẹ qua con cá để trên thân hình của nó được khử khuẩn đi. Nhưng mà anh chị em lưu ý là không được lấy tay để miết vào trong cái chỗ cục mụn để cho nó vỡ ra anh chị em nhé, không cần làm như thế, mà chúng ta chỉ tắm tím nhẹ và vuốt qua thôi. Sau đó chúng ta lấy trực tiếp tay của mình, chúng ta chấm vào thuốc tím và chúng ta chấm bao trọn quanh những cái cục mụn như thế, để chúng nó bao trọn.
Đó, và trong cái quá trình đó thì nó sẽ làm se lại cái chỗ mụn đấy và nó trực tiếp khử khuẩn đi, và sau đó chúng ta bỏ vào hồ cấp cứu. Đó, sau tầm khoảng độ 3 ngày thì chúng ta thay 30% nước một lần, thêm muối, và sau đó chúng ta bắt cá ra để chúng ta tắm nhẹ lại tím và chúng ta chấm lại thuốc tím một lần nữa. Và chúng ta cứ làm như thế tầm khoảng độ 4 đến 5 lần. Nếu nhanh thì 3 lần thôi, còn chậm thì 4 đến 5 lần là cá nó sẽ khỏe lại thôi. Các anh chị em có thể dùng thêm cái Evagin hoặc là gelatin, cái thuốc kháng sinh dành riêng cho cá để cho anh chị em cho thêm để cá nó nhanh khỏi. Hoặc nếu anh chị em mà bị cá Việt ấy thì anh chị em có thể dùng cái te tra Việt cũng được và kèm thêm xê sủi để giúp cho cá nó khỏe tỉnh táo hơn. Thì te tra Việt nó rẻ mà mình không lạm dụng, nhưng mà khi xảy ra bệnh thì mình dùng thôi là nó ok anh chị em nhé. Đó là hai cái trường hợp mà Long muốn chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay về trị bệnh nấm đỏ mình tước vây nằm đáy, rồi xử lý hồ khử khuẩn và làm sao cho hồ hết bọt và tình trạng cá nó bị nấm cục như thế nào. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video và anh chị em có thể like đăng ký kênh để Long có thêm động lực ra nhiều video hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại video lần sau.